xấu gì của ông chú ra không? Đó. Bây giờ con sẽ em sẽ kể một câu chuyện dài. Bình thường là đã kỹ tính rồi, kỹ kỹ lắm, kỹ kinh khủng kỹ. Từ ngày có con, ông còn bị bệnh kỹ tính gấp mấy ngàn lần nữa. Cái nhà ông quét cũng lâu, ông lau cái nhà cũng lâu. Còn ông lau cái bạn hỏi làm gì? Anh lau hỏi chi á? Mũi con nó hết vô vi mũi. Bây giờ là con nó đi ba đúng không? Dubai đúng không? Trời ơi, ảnh làm cả một cái kênh, ảnh làm cả một cái kênh official cho con bé bạn yêu luôn. Hôm nay tôi phải lên tôi coi. Đó. Tôi coi bà dễ thương quá. Rồi còn gì nữa không? Nhiều kỹ tính vậy tốt. À, tiếp nữa nè. Nào khác nữa nè. Dạ. Nhậu. Nhậu đúng rồi, cái này xấu nè. Nhậu xỉn dữ lắm mà cứ anh không có xỉn, anh tỉnh, anh ổn mà. À câu anh ổn mà là anh xỉn dữ lắm rồi đó. Anh ổn mà anh về được. Xấu. Nhưng mà nhậu xong là nhậu khuya về có tắm không? Hay là leo lên ngủ luôn? Tắm đêm cô ơi. Không được. Nhậu cũng khởi tắm mà không nhậu cũng tắm không. Đi làm về cỡ nào 1 giờ cũng tắm, 12 giờ cũng tắm, cỡ nào cũng tắm luôn. Không làm không? Dạ có. Không được nghe, bỏ nha. Con cứ nói hoài à.